các khán giả của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Tôi là Cú Việt và đây là Disc Soda số thứ tư. Đây là show hàng tuần của chúng tôi và đây là nơi mà chúng tôi sẽ mời đến những gương mặt nổi bật trong làng Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Và thông qua bộ câu hỏi của chương trình thì chúng ta sẽ có những góc nhìn rất mới, rất thú vị đến từ các khách mời của chúng ta. Và đó có thể là các bình luận viên, có thể là các KOL, có thể là các tuyển thủ nữa. Vì vậy các bạn khán giả theo dõi chương trình, theo dõi Disc Soda, nếu như các bạn khán giả muốn nhân vật nào xuất hiện tại các số Disc Soda tiếp theo, và các bạn khán giả muốn chương trình chúng ta sẽ có những câu hỏi như thế nào, thì các bạn khán giả hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và sau 3 số phát sóng đầu tiên thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và đầy tình yêu thương đến từ các bạn khán giả đại loại như là chương trình toàn là cực nhã, chả có tính chuyên môn gì cả. Chính vì vậy ngày hôm nay để tăng thêm tính chuyên môn chương trình thì chúng tôi có mời đến đây một cây hài mới, anh nhầm, một chuyên gia mới. Xin giới thiệu mình là Bình Chiến Hoa. Xin chào các bạn, mình là Bình Chiến Hoa. Hôm nay thì mình rất là vui khi mà có thể cùng góp mặt với anh Quốc Việt ở trong cái chương trình Disc Soda số thứ tư. Đúng rồi, đây đã là số thứ tư của chúng ta rồi. Kiểm chứng một chút về trình độ chuyên môn của anh Chiến Hoa luôn. Nguyên tố thứ 20 trong bản tuần hoàn hóa học là gì? Canxi. Wow. Chính xác. Canxi. Và mình nhớ luôn cái khối lượng mờ lớn của nó luôn. 40. Tuyệt vời. Trình độ chuyên môn như vậy là đã được đảm bảo tại Disc Soda số thứ tư rồi. Bây giờ thì chúng ta đến ngay với câu hỏi số 1. Răng can đường giữa có hiệu quả hay không? Răng can đường giữa. Chúng ta sẽ đến với hai sự lựa chọn. Đơn giản thôi. Một là có hay là không. Chính đồ question à. Sao? Anh đi trước hay em trước? Tiên khách hậu chủ đi. Tiên khách hậu chủ à? Mời anh đi trước. Thật sự thì cũng khá là khó nói nha. Bởi vì nó cũng phải tùy thuộc vào cái đội hình của bên phía mà đội mà có Rakan, cũng như là cái kỹ năng, cũng như là cái sự tự tin của cái tuyển thủ đó. Và theo em thì là nó sẽ là có nếu như họ sử dụng tốt vị tướng đó. Thế thôi. Còn phải là tự tin nữa. Nó căng được giữa thì tôi nghĩ là cũng được. Dọn lính cũng tốt. Trong đất liên xét Philippines thì cũng có một tuyển thủ sử dụng ra căng được giữa cầm sóc điện, đó là Helios. Đúng rồi. Ở trong đội hình của RQ, đội tuyển vừa mới lên ngôi vô địch. Tại vì họ vô địch cho nên chúng ta không thể nói là căng được giữa không phải mà hắn. Tuy nhiên là xét về chất tướng thì đúng là ra căng được giữa. Thứ nhất là có khả năng dọn lính nhanh nè. Thứ hai là có khả năng hỗ trợ đồng đội rất là tốt. Và cái vai trò của người chơi được giữa thời điểm này á là người chơi hỗ trợ tích cực cho những người chơi đi rừng để có thể kiểm soát những mục tiêu ngay từ đầu để có thể chiếm lợi thế. Thì tôi nghĩ là Dragan hoàn toàn là một sự lựa chọn tốt của khu vực đường giữa. Như vậy là câu hỏi số 1 thì tôi cùng với anh Trí Hoa lựa chọn là có. Và chúng ta đến với câu hỏi số 2. Thích xem giải cùng với phụ huynh. Phụ huynh à. Chắc chắn ta đến với người yêu. Và anh em. À chà. Em chưa đúng không? Đúng. Là em chưa đúng không? Thôi, mời anh trước. Cái này thì anh chắc là việc biết em sẽ chọn ai, chọn cái đáp án nào đúng không? Rồi anh cứ nghĩ đáp án trong đầu đi và em sẽ là người nói đáp án ra phải có đúng với cái đáp án của anh suy nghĩ không? Em sẽ chọn đó là anh em. Vì sao? Bởi vì em chưa có người yêu. Thì bây giờ đơn giản thôi, vì em chưa có người yêu cho nên là bây giờ em sẽ rất là thích xem giải cùng với anh em. Đặc biệt là các bình luận viên của chúng ta, bởi vì khi mà được xem giải cùng với nhau á là sẽ có thể trao đổi những ý kiến với nhau, cũng như là có thể cùng nhau mình nâng cao cái tính chuyên môn của mình lên. Nếu là tôi thì tôi muốn cái câu hỏi này có thêm một đáp án thứ ba thôi, xem một mình. Tại vì tôi thì tôi hay xem giải một mình lắm. Tại vì lúc mà tôi xem một mình á thì tôi có thể tôi chiêm nghiệm ra rất là nhiều thứ. Tuy nhiên nếu như tôi không xem một mình thì tôi sẽ xem với lại anh em. Chúng ta xem chung với nhau, chúng ta bàn luận với nhau về giải đấu, chúng ta bàn luận với nhau về tuyển thủ, chúng ta bàn luận về meta, rất nhiều thứ để có thể bàn luận đúng không? Nhưng mà tôi thì tôi thích xem một mình hơn, lúc này tôi sẽ cảm thấy tôi tập trung hơn. À thế à? Nhưng mà với hai câu trả lời này thì chúng ta đều chọn anh em thôi. Đúng. Tại vì người yêu của chúng ta thì tôi không ảnh đến trình độ chuyên môn nha, nhưng mà chắc chắn là cái mood khi mà xem giải chung với lại anh em thì nó sẽ vui hơn, đúng không? Kiểu như nói chuyện nhiều hơn đúng không? Đấy. Đúng rồi. Ok, và đó là câu hỏi số 2. Chúng ta đến với câu hỏi số 3 thôi. Chương trình eSports yêu thích. Chương trình eSports yêu thích. Chúng ta sẽ cùng xem câu trả lời. Giải trí và chuyên môn. Anh Việt. Trưng cầu nhân ý. Trưng cầu. Đây có thể là màn
trưng cầu dân ý để cho số đi học giả tiếp theo. Mình nghĩ là như vậy. Giải trí chuyên môn mà. Nếu như là tôi nha, thì nếu như là những video dài á, dài hơn 10 phút thì tôi sẽ rất là thích xem những video về chuyên môn. Tuy nhiên là nếu mà những video mà ngắn á, khoảng tầm đâu đó 2 phút đổ lại thì tôi thích xem giải trí thôi. Bởi vì với cái thời lượng ngắn thì chắc chắn là những cái yếu tố chuyên môn không thể nào mà nó được truyền tải hết được. Thì đó là hai sự lựa chọn của tôi tùy theo cái thời lượng video. Tuy nhiên để mà nói tôi thích xem giải trí hay là xem chuyên môn hơn thì mà xem eSports thì tôi là một bình luận viên thì tôi sẽ thích xem chuyên môn nhiều hơn. Em cũng, tôi cũng khá là giống với anh Quốc Việt nha. Bởi vì bản thân mình là một bình luận viên mà, đúng không? Đúng rồi, mình lại giống thôi. Bởi vì mình là một bình luận viên đúng không? Tức chắc chắn là mình sẽ cần phải có những cái eSports chuyên môn. Đầu tiên là cũng như cái hồi nãy của nó thôi, của tôi nói thôi, sẽ là cố gắng nâng cao cái tính chuyên môn của mình lên. Đấy, và từ đó mình sẽ có thể có nhiều kiến thức hơn để có thể chia sẻ cho đến các bạn khán giả cùng nhau xem mà những cái chương trình sport mà chúng ta cùng nhau hướng tới. Đấy, và giải trí thì chắc chắn là cũng sẽ có, chắc chắn cũng sẽ có, là khi mà sau những cái ngày làm việc căng thẳng á thì em sẽ luôn luôn, tôi sẽ luôn luôn tìm đến những cái chương trình này giải trí ở trên YouTube. Và tôi cũng có những cái idol riêng của mình, những người mà streamer mà tôi khá là thích, và người đó cũng sẽ mang cho tôi khá là nhiều những tiếng cười sau những ngày làm việc căng thẳng đó. Thì bản chất của thể thao và thể thao điện tử nữa thì nó cũng là một chương trình giải trí đúng không? Và nếu như yếu tố đang yếu tố chuyên môn và yếu tố giải trí mà có thể đan xen với nhau thì đó là chương trình tuyệt vời nhất rồi đúng không? Và đó là câu hỏi số 3. Chúng ta đến với câu hỏi số 4. Thích meta nào hơn? Thích meta nào hơn à? Meta đang có hai meta, meta đẩy lẻ và meta Odin. Odin. Chúng ta đến với câu trả lời. AP carry hay là đấu sĩ càng quét? Sao đây? Em trước, em trước. Câu này thì chắc chắn là tôi sẽ có câu trả lời ngay trong đầu rồi. Tôi là một người không bao giờ chơi đấu sĩ. Tôi không bao giờ tôi động đến những chất lượng đấu sĩ khi mà tôi chơi game cả. Do đó nếu như nói về quan điểm của cá nhân tôi thì chắc chắn là tôi sẽ thích AD và AP carry hơn. Hai vị trí mà tôi chơi nhiều nhất khi mà tôi chơi tốc chiến là tôi chơi đi đường giữa và đi đường rồng. Thì nếu mà cá nhân tôi sẽ chọn bên này. Tuy nhiên khi mà xem giải đấu á, thì giải đấu của chúng ta hiện tại thì cái meta đấu sĩ là meta đang rất là thịnh hành với hai cái món trang bị mới. Và xem những vị tướng đấu sĩ thi đấu á, thì xem những cái pha càng quét, xem những cái pha lao vào, xem những cái pha càng lướt, chống chịu sát thương, gây sát thương, gục đối thủ các thứ, thì rõ ràng là nó mãn nhãn hơn. Thì nếu mà nói về phần xem giải đấu thì tôi sẽ chọn bên này. Nhưng quan điểm cá nhân của tôi thì tôi sẽ chọn bên này. Xin lỗi vì tôi hơi ba phải chút xíu. Em thì cũng một lần nữa giống anh. Em cũng chọn AD, AB carry. Bởi vì khi mà mình tiếp cận với những cái bộ môn MOBA 5 năm á, thì em cũng, tức là từ những cái môn đầu tiên mà em chơi luôn nha, là em sẽ em khởi nguồn từ đó là cái vị trí AD, AD carry. Và xuyên suốt những cái MOBA mà em chơi á thì đều là em chơi vị trí xạ thủ cả. Và đến góc chiến cũng tương tự là như vậy luôn. Chính vì thế thì em sẽ luôn luôn thích những cái meta mà AD, AB carry nhiều hơn. Và mình cũng thấy ở trong những giải đấu gần đây thì đấu sĩ càng quét thì nó cũng có. Mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy lại những đó là vị tướng AD carry xuất hiện ở đường dưới đúng không? Như đó là Jhin này, Ezreal này, Kai'Sa và thậm chí cả là Ven nữa. Đơn giản tại vì anh thích gánh team chứ anh thích không thích hy sinh. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Còn trẻ mà đúng không? Mình còn trẻ mà thì mình muốn làm nhân tố tỏa sáng ở trong cái team của mình. Đơn giản dễ hiểu thôi. Và đó là câu hỏi thứ tư đúng không? Và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Đối thủ khó nhằn hơn ở WCS Final Play-in tức là vòng khởi động. Vòng khởi động đấu mà ship 2 đúng không? Đúng rồi. Người ship 2 sẽ có Separate Esports sẽ có mặt ở vòng play-in. Separate Esports sẽ có mặt vòng play-in. Và Philippines, Thái Lan có là hai khu vực tôi đang nghĩ đến. Chúng ta đến với câu hỏi câu trả lời hay câu trả lời. One Team hay là Final Adversity? Tại sao không có Buriram? Từ cái này chắc là em với anh chung câu hỏi, chung câu trả lời luôn rồi đó. Đấy, em chắc thế em chọn chính nhóm không? Em sẽ chọn One Team. One Team. Ừ. Tại sao? Tôi cũng nghiêng về One Team. Đúng rồi, vì sao? Tại vì em xem Final City họ thi đấu á. Nhất như là khi mà họ đấu với đối thủ họ là OQ ở trong cái Philippines á, thì OQ họ nhỉnh hơn hẳn hoàn toàn về mặt trình độ luôn, cũng như là cái lối bàn bích. Và Final City cái ván chiến thắng mà họ thắng là đến từ việc mà OQ họ có một cái ván thi đấu
dư sức mình thôi. Và sau ván thi đấu thất bại đó thì OQ họ thắng liên tục 4 ván thi đấu tiếp theo. Và ở trong 4 ván thi đấu mà OQ họ chiến thắng đó thì Fnality họ không làm được bất cứ một điều gì cả. Tôi thì lý do của tôi đơn giản thôi. Bởi vì chúng ta đều biết là Cerberus họ sẽ kỳ ra với những đội tuyển nào đúng không? Những đội tuyển có lối chơi nhanh và mạnh. Fnality ở thời điểm này thì họ cái lối chơi của họ vẫn đang nghiêng về nuôi xạ thủ nhiều quá. Họ vẫn dành những cái sự quan tâm dành cho Danny là tương đối nhiều, do đó cái lối chơi của họ nó cũng tương đối chậm. Ở trong trận chung kết chúng ta đã thấy cái lối chơi của họ bị bắt bài bởi RQ như thế nào đó. RQ không phải là họ đánh quá hay và không vết xước, họ vẫn có đâu đó những lỗi lầm ở trong cái lối triển khai đội hình của mình. Tuy nhiên thì cái lối đánh nhanh của họ khiến cho Fnality cảm thấy là tương đối bị ngợp, tôi cảm thấy là như vậy. So với Fnality thì cái lối đánh của One Team hiện tại cũng nhanh rất là nhiều. Bởi vì là Ninja 7 bây giờ không còn thi đấu ở vị trí xạ thủ nữa, anh ta thi đấu ở vị trí hỗ trợ. Và nó khiến cho cái đội hình của One Team thời điểm này, cái lối chơi của họ nó gần như là tương tự với Team Flash. Thì chắc chắn là Cerberus sẽ rất kỹ rơ với One Team hơn nhiều so với Fnoy và Sighty. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Evos có còn là đối thủ đáng sợ? Evos có còn là đối thủ đáng sợ? Evos cũng là Seed 2 nha. Cũng Seed 2 đúng rồi, thì cũng là Seed 2 thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhìn câu trả lời. Có và không. Vẫn có và không. Vì trước đi. Có còn là đối thủ đáng sợ à? Ở thời điểm hiện tại nói về phong độ của EVOS thì thực sự là không còn đáng sợ như hồi xưa nữa. Mặc dù là EVOS là Seed 2 nha, nhưng tôi vẫn đánh giá là cái trình độ của Invest Esports ở khu vực Thái Lan thì nó vẫn đang là nhỉnh hơn so với EVOS sau những gì mà tôi theo dõi các đội tuyển Thái Lan họ thi đấu. Thì theo cá nhân tôi đánh giá thời điểm này, mặc dù EVOS họ vẫn giữ nguyên được cái bộ khung đội hình từ hồi đó cho đến bây giờ, nhưng mà cái sức mạnh của họ nó cảm giác là nó không còn đáng sợ như là hồi xưa. Và bởi vì một phần cũng là đến từ cái việc là cái bệ tướng của các thành viên EVOS cũng phần nào bị bắt bài bởi các đội tuyển ở trong khu vực cũng như là các đội tuyển quốc nội Thái Lan rồi, cho nên là tôi nghĩ là EVOS thời điểm này không phải là đối thủ đáng sợ, ít nhất là dành cho khu vực Việt Nam chúng ta. Cả Cerberus, cả Team Flash hoàn toàn có khả năng đánh bại được EVOS. EVOS là một đội tuyển có mặt ở trong vòng play-in, chúng ta sẽ trực tiếp đối đầu với lại Cerberus. Thì so sánh tương quan sức mạnh giữa hai đội tuyển thì tôi nghĩ là Cerberus hoàn toàn có khả năng đánh bại được EVOS. Lối chơi của EVOS cũng là một lối chơi nó cũng chậm như là Cerberus vậy. Thì giữa hai đội tuyển có lối chơi chậm như thế này thì chúng ta sẽ so kỹ năng cá nhân của các tuyển thủ. Thì kỹ năng cá nhân của các tuyển thủ Cerberus thời điểm hiện tại là cao hơn so với EVOS. Còn câu trả lời của em thì sẽ cũng là không còn mà đáng sợ như hồi đó nữa. Bởi vì khi mà em theo dõi cái trận chung kết của EVOS đối đầu với đối thủ của họ thì bên phía của cái đối thủ của bên EVOS đó là Buriram. Buriram đúng không? Đấy, họ có một cái bên biết rất là trực quan luôn, là tất cả những cái thời đâu á, họ nhắm thẳng vào các Satan. Họ cắm đi con Senna của Satan, họ cắm đi con Verus của các Satan. Thì khi đó cùng tay luôn. Và cảm giác như là các Satan anh ta ở trong cái meta mà AB đường dưới á, anh ta chơi cũng không quá hay. Anh ta chỉ chơi được Zeke cùng với Morgana thôi. Và thì em chỉ thấy là anh ta chỉ chơi Morgana là còn ổn thôi. Sau đó thì khi mà những vị tướng mà như Valdez, như Senna bị ban đi, bị cục tay đi, thì khi mà anh ta cũng có mang ra lại đó là con Kai'Sa nữa, thì thực sự là vẫn không còn như hồi đó nữa. Kai'Satan không còn gánh lực như hồi đó nữa. Và họ vẫn sẽ phải trông chờ vào khá là nhiều đó cái phong độ của đó là Zeevol cùng với Valdez. Như vậy thì EVOS theo cái câu trả lời của em sẽ không còn đáng sợ nữa, và Cerberus họ vẫn sẽ có thể thắng được EVOS ở trong cái vòng đi sắp tới. Anh có để ý từ nãy đến giờ chúng ta đều chọn giống nhau. Đúng. Giống nhau quá ta. Tâm linh của tôi và anh Chí Hoa thậm chí là còn tương thông hơn cả tôi với anh Hải Phong nữa. Có vẻ là em với anh cũng như là chơi game chung với nhau, nói chuyện chung với nhau khá là nhiều, cho nên là em cũng thân thiết, có một lối suy nghĩ giống nhau. Đồng ý. Đấy. Đây là khách mời mà chúng ta cần có. Cần có. Kiểu như là sẽ không có những cái sự tranh cãi, những cái sự là đúng là như thế. Khác ý kiến với nhau đúng không? Đúng là như thế. Như vậy là chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì chỉ có 6 câu hỏi mà thôi. Và đó là 6 câu hỏi chủ yếu là về giải đấu sắp tới. Chúng ta sắp sửa có được WCS Final sẽ được khởi tranh đâu đó khoảng tầm 2 tuần nữa, chỉ 2 tuần nữa mà thôi. Chúng ta sẽ được chứng kiến Team Flash cùng với lại Cerberus họ quẩy ở trong WCS Final. Và Team Flash và Cerberus chắc chắn là sẽ chiến đấu hết mình để có thể giành lấy một trong 4 slot này. Và đó là kết thúc chương trình This or That của chúng ta tuần này. Các bạn khán giả, nếu như có ý kiến đóng góp gì cho chương trình, đóng góp cho bộ câu hỏi chương trình, hay là các bạn khán giả muốn nhân vật nào sẽ xuất hiện tại số This or That của chúng ta vào số thứ 5, thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và bây giờ thì tôi cùng với anh Chí Hoa sẽ xin phép được chào tạm biệt quý vị và các bạn khán giả ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở số sau.